Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Đà Nẵng đã khởi tố 3 vụ, bắt 4 bị can liên quan đến hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo. Ngày 17 tháng 9, Công an TP Đà Nẵng cho biết chỉ trong 2 ngày qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ, bắt 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, lạm dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó chủ yếu là làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ để thế chấp, đặt cọc. Cơ quan điều tra cũng ra thông báo tìm kiếm thêm các bị hại của hai bị can Nguyễn Thị Châu Sa, 35 tuổi, ngụ 160 Đoàn Hữu Trưng, Quy Cẩm Lệ và Nguyễn Thị Yến, 40 tuổi, ngụ P, Bình Hiên, quận Hải Châu, TP, Đà Nẵng, theo điều tra tháng 4. 2020, Sa và Yến lên mạng đặt một người chưa rõ lai lịch làm giả sổ đỏ số BT 939709, diện tích 105m2 tại khu đất gia đình quân nhân tiểu đoàn 409 Bộ Tham mưu tại P. Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP, Đà Nẵng, với giá 20 triệu đồng, đứng tên vợ chồng Yến. Sau đó, cả hai liên hệ bà Cao Thị Hát, ngụ P, Thạch Thang, quận Hải Châu, để thế chấp sổ đỏ giả, viết giấy đặt cọc bán lô đất theo sổ để đảm bảo khoản vay bà Hát 3,5 tỷ đồng, với lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng, bà Hát chuyển tiền vào tài khoản công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Anh Nguyễn do cha của Sa là ông Nguyễn Anh làm giám đốc. Sau đó, Sa và Yến làm ủy nhiệm chi của công ty Hà Anh Nguyễn để chuyển đến tài khoản khác.